Những đức nói thật chứ. Nếu như những đức chết đi mà những đức làm ma, mình nói câu cho nó phổ thông chút quý vị. Làm ma thì linh hồn những đức đang quay quần xuống khu vực này, hoặc là những đức đi đến chỗ nào, hay là người ta đang làm thiện làm gì những đức đứng. Lúc đó những đức sẽ buồn lắm, lắc đầu buồn lắm. Mình nói rằng hồi đó còn sống không chịu làm, bây giờ chết rồi muốn làm không được, muốn nói chuyện với người ta cũng khó thế ghê, muốn báo mộng một cái gì đi kiếm người muốn khờ luôn, đã là hương linh rồi mà đi mới kiếm muốn khờ, đi kiếm người đi nhìn cái người đó là tối nay mình đến cái giấc mộng họ được, là giữa mình với họ phải hợp nha, để mình mới vô cái giấc mộng người ta được, chứ đâu phải đụng ai cũng vô được. Như bây giờ quý vị mà bây giờ quý vị không tiếp cận được những đức, quý vị đến khi những đức ngủ thôi coi, khi những đức ngủ mà đến gần thôi coi biết, không đến gần được luôn, phải ở từ xa, không đến gần được. Cái người mà mình ngủ mình thường gặp ác mộng là người ta tiếp cận mình dễ, là cái tâm thức mình yếu. Chứ nếu như mà cái tâm thức mình nó mạnh, người ta đâu có đến gần được. Hiểu chưa? Đâu có đến gần được cái người ta mà tâm thức mạnh được. Nên từ nó lúc đó mình làm ma, làm cô hồn, mình cảm thấy mình hối hận lắm. Mình hối hận là mình không có làm được việc thiện, việc tốt được. Mà mình muốn nói cho người ta nghe cũng không được. Thấy chưa? Khó dữ lắm. Có những chuyện mình đi vòng vòng mình biết hết trơn vậy mà mình không có nói cho ai nghe mà ta tin mình như. Đó quý vị thấy không? Mà buồn lắm. Nó là cô hồn. Vất vơ vất vượng đêm hôm. Bay đi chỗ này, bay đi chỗ nọ, buồn dữ lắm. Nó là cô hồn, cô là cô đơn. Linh hồn này cô đơn buồn bã. Nên nó hương linh thai nhi buồn lắm. Nhất là thấy mẹ cha mà thương em hay thương anh thương chị sinh ra, còn nó bị bỏ hoặc nó không được sinh ra, nó buồn dữ lắm. Nó buồn nên nó sanh ra oán hận. Cái oán hận là do tại sao con cũng là con mà không sinh tôi ra, mà bỏ tôi đi sinh mấy đứa kia ra. Rồi mấy đứa kia được thương yêu chiều chuộng mà nó hư, cuối cùng phước nó giảm. Khi phước nó giảm thì những cái đứa phá thai này nó mới đến nó quậy. Nó quậy cái đứa đó được, tại vì phước mày giảm rồi, thì nó mới khiến cho cái đứa này nó mới làm cho mình lên bờ xuống gục, nó làm cho mình te tu tả tơ để nó hả hê cái tâm oán hận bớt đi. Hiểu chưa? Nên tại sao mình càng đến chùa mình nghe pháp? Vì Phật nói là quan gia nên giải không nên kết. Nếu như bây giờ mà các con cứ đòi nợ báo thù hoài thì bây giờ đời đời kiếp kiếp các con đọa lạc mà không có niềm vui. Bây giờ tất cả chúng ta hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi quý vị. Một con người chúng ta mà chỉ cần sân hận phiền não buồn ai để trong tâm thôi, quý vị vui nổi không? Không bao giờ vui nổi. Nhớ. Không bao giờ vui nổi đâu. Thì bây giờ hương linh mà sân hận với người ta là đời đời kiếp kiếp cũng không siêu nữa. Đời đời kiếp kiếp cũng không siêu nữa. Nhớ. Sân hận phiền não ganh ghét là không bao giờ siêu thoát. Bây giờ mà mình nghe giảng như vậy rồi, bây giờ Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện, chỉ cần một chúng sanh nghe được bổn nguyện của ngài mà muốn về cái quốc độ an vui cực lạc thì phải buông cái tâm sân hận, buông cái tâm báo thù, buông cái tâm báo thù niệm Phật, mà nhất là hương linh dễ giáng sanh, nhất là hương linh dễ giáng sanh. Mà người ta ngoan lắm nghe quý vị. Không có giỡn đâu. Quý vị coi cái hội chúng của mình đông gì, có ai nhập vô tầm bậy bạ không? Không. Vì sao? Hòa thượng trên những đức không chấp nhận điều này. Không chấp nhận điều này luôn á. Những đức mà bên hộ pháp như đức nói một câu rằng những đức không chấp nhận và dính dáng những cái việc này. Những đức biết ngoài cảnh giới người sống có cảnh giới vô hình, nhưng những đức không muốn dính vào cái chuyện, cái chuyện mà nhập xác lỡ nói chuyện với mình, những đứa không chịu. Vì sao? Khi đối chứng với ai đây? Khi nhập vào thì nói, nhưng mà khi xuất ra mình kêu họ, sao họ đến được? Họ chỉ xin vua Diêm Vương nhập có một lần à, hoặc là hai lần thôi. Thì là hai lần như vậy thì họ được nhập hai lần. Xin một lần là họ chỉ nhập được có một lần thôi. Họ nhập một lần họ nói cho mình nghe, lần sau mình kêu họ nhập vô đi đối chứng đi, họ đâu có nhập được. Thì lúc đó bây giờ mình kêu ai cái làm chứng đây? Thì lúc đó mình chịu chết luôn. Thấy không? Nên mình chơi với người chứ mình không chơi được với ma. Thấy không? Thì thiệt thôi chưa?
Nên chết rồi mà chưa siêu rất thiệt thòi. Vì người người thì đối diện dễ nói chuyện hết. Nhưng quý vị làm cô hồn, những đứa không chơi quý vị được. Muốn chơi chung cũng không làm được. Vì sao? Vì không thấy quý vị. Nói ai tin đây? Đó. Nên từ nơi đó mà những linh hồn, cô hồn, cảnh giới mà gọi là vô hình, nên nghe đạo mà tu đi. Nhất là nương vào những cái đạo tràng tu gì nè, thì cái linh thức quý vị nó mạnh lắm. Quý vị biết rằng là những hương linh mà linh thức yếu á, là do gì? Họ vất vơ vất vưởng ở ngoài đường. Nên khi mà mình cúng thí thực á, cúng cô hồn đừng có cúng giữa đường giữa xá. Nên cúng cái chỗ nào mà xe đừng có chạy ngang. Vì sao? Vì khi mình còn sống mà xe đụng ngay mình sợ, đúng không? Khi chết rồi thì họ cũng thấy xe đụng họ sợ lắm. Nên có một câu chuyện á, mà khi cái người này cúng giữa đường, vậy mà chiếc xe kia chạy ngang, cái người này cũng bị si phước. Si phước mới đụng được. Thì bắt đầu là cô hồn ban ra, bắt đầu dành đồ ăn. Thì xe nó tung một phát. Trong cô hồn có cô hồn dữ dằn, lỡ bẻ ta lái một phát té gãy cái chân. Xong bắt đầu đi theo luôn cái người đó, về nhập vào gia đình của người đó. Có một người nói rằng là tôi đang ăn đồ, nó chạy xe đụng tôi, bẻ tay lái cho nó té. Ghê chưa? Khi cúng mà cô hồn cúng đi thực, đừng cúng giữa đường, nên cúng phước qua một bên. Hiểu chưa? Tại vì sao? Vì cái linh thức người ta vẫn bị cảm giác là hết hồn, bị sợ. Như mà xe tông mình sợ. Tại vì cái cảm giác này ai cũng có mà. Thấy không? Đó, nên mình cúng đi thực, cái nơi cúng, đang cúng và cúng vừa xong, đừng có tùy tiện đến dọn. Ít gì cũng phải dành cho người ta thời gian 5 phút mới dọn. Thí dụ như bây giờ mình ăn bao nhiêu thời gian mà mình vừa mới cúng xong là tự nhiên mình dọn đồ của người ta. Thí dụ như người ta đang lỡ, người ta đưa lên mũi cho người ta hít mùi, là mình lỡ mình gịch đồ ăn đem đi rồi, trong lòng người ta nhìn mình bằng một cái quán thù. Người ta nhìn mình, người ta nhìn mình vậy tại mình còn phước, ta không đụng được mình nữa. Nghe không? Đó. Nên từ nơi đó cúng xong ít gì cũng phải để thời gian cho người ta 5, 7 phút, 10 phút, cho người ta được cái hưởng cái tài thọ thực đó đi. Nên khi mà đồ cúng thí thực là xong phải cắt cho đàng hoàng. Cắt ra ít gì, cái miếng bánh thì phải cắt một lỗ mới hết mùi được. Mà cắt lỗ cho nó bự bự một chút, chứ đừng có cắt cho nó hẻn. Hẻn ngửi không được. Giống như bây giờ cái bánh mình để vậy mà cắt có lỗ xíu xíu, mình đưa lên mũi mình hít nó không có được. Hiểu chưa? Mà người ta là hương vị, người ta chỉ hưởng hương vị. Nhớ mà cắt cho nó bự bự một chút cho người ta dễ hít. Giống như có cái vị đó, pháp sư này ông cúng, mà khi ông cúng xong mà khi mà dọn đồ cúng thì thật ông không kiểm tra. Mà ông cúng xong mà gọi người ta dùng không được, mà không cắt bánh ra kìa. Vậy mà cúng cho cái lượng mà hương linh quá đông, hương linh quá đông dùng. Vậy mà trong đó có hương linh thứ dữ. Thí dụ như bây giờ hương linh yếu, cảnh giới của ma mạnh lên chút, cảnh giới quỷ đạo mạnh lên chút nữa. Thấy không? Cảnh giới quỷ đạo là người ta mạnh lên, người ta cao có thời gian đó. Nó mạnh lên nữa. Thì trong những cảnh giới đó tự nhiên có những người, người ta quá mạnh. Người ta, mình cúng cho người ta mà không nhiệt tình, người ta không dùng được. Vậy mà nó xách cái búa rồi định búa cái ông đó. Ghê không? Vì mà trong cái pháp hội đang cúng, nó có một vị mà người ta tu mật tông, người ta nhìn ra. Người ta dùng cái cách làm sao đó mà người ta mà ngăn chặn lại, không cho phép. Xong cái vị này mới nói lại là do cúng mà không chịu cắt bánh đồ ra, người ta dùng không được. Không đơn giản đó quý vị. Nên ở nhà đó cúng ông bà đồ này kia thôi, chứ đừng có mà mấy cái vụ đó. Tại vì bản thân mình chưa đủ lực cúng. Mình cúng không, người ta không dùng được thì sao? Ví dụ như bây giờ mình cầm cái bánh mình cho người ta ăn bánh đi, mà mình cho người ta mà không có miếng bánh nào hết trơn, tức không? Bây giờ quý vị đưa những đứa cái bánh nè, ăn đi thầy, ăn đi, nói, có cái nào đâu ạ, à? Nè ăn đi, không có gì ăn chứ. Đưa một chút tức, bực bội, quýnh bây giờ, đưa hoài mà không có gì cho ăn, thấy chưa?
là mình cúng mà người ta không dùng được, cúng mà người ta không dùng được là một phiền phức đến với mình, hiểu không? Tuy mình có tâm nhưng mà thôi niệm Phật hồi hướng là tốt nhất. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, làm những điều thiện điều tốt hồi hướng cho người ta, để cái linh thức nó sáng lên, chỉ nó về chùa, chỉ nó về chùa này nè, quý thầy nó tu, nó cúng chứ. Tuy người ta đắp lên cái y vậy chứ cũng có quay lực, y của Phật người ta đắp lên cái người ta giảng pháp hay là người ta cúng nó cũng có quay lực. Còn mình cư sĩ bình thường, gia đình có vợ có chồng khó, hiểu không? Còn những vị cư sĩ mà người ta có tu hành, người ta có cái nhân duyên mạnh, người ta làm được cái chuyện đó của người ta, người ta làm. Còn mình bình thường ở nhà một hai người trong nhà, đừng có dính vô nhiều, dính vô những cái chuyện đó có chừng phiền phức với mình chứ không giỡn đâu. Đó, giống như cái câu chuyện mà những đứa kể quý vị nghe đó, thấy chưa? Cúng đi thực không có đơn giản. Ngoài Bắc đó có câu chuyện làm phim luôn đó. Nó khi mà hai thầy trò đi đến cúng cái gia đình mà cô bé này, cô té xuống biển, cô té xuống biển, cô chết. Gia đình kêu đến cúng. Bắt đầu là hai thầy trò đến cúng, đi giữa đường thì người thầy mới nhớ đến cái chuyện mà quên cái chùm chìa khóa. Mà chùa này lúc này ăn trộm nó mở thùng tam bảo nó lấy. Mà hôm qua có bà Phật tử mới cúng được số tiền để sửa cái nhà bếp. Nên từ nơi đó mà quên cái chìa khóa. Người thầy đi giữa đường, người thầy nói học trò chạy về liền, con lấy chìa khóa cắt cái chìa khóa liền, chứ nó mở thùng tam bảo nó lấy tiền hết trơn thì sao? Vậy đó mà đệ tử chạy về cắt chìa khóa, ông thầy đi lại đằng kia cúng. Ông lợi ông cúng, ông biến lia biến lịa, ông biến, ông nghĩ cái chìa khóa không, biến. Thằng học trò biết nó có cắt cái chùm chìa khóa chưa. Ông cứ nghĩ gì hoài, ông cúng. Khi ông cúng ra, ông biến toàn chìa khóa không. Tối lại ông về, ông về chùa lại. Thì quý vị, đêm đó đầu là báo mộng cho biết. Hương linh mà người ta kêu cái kiểu như là, giống như là mệt mỏi rồi đuối kêu. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy. Vì biết vì sao mà cái linh hồn người ta nói chuyện cái tiếng nó vậy quý vị? Vì người ta lạnh, người ta cô đơn, người ta buồn. Đã là lạnh mà quý vị biết mà lạnh lẽo tại cái cảnh giới âm á, âm thì lạnh, hiểu chưa? Lạnh lẽo. Dưới cái linh thức của họ ba hồn chính vía nó không tụ được. Nó tán nhiều quá, nó lạnh. Nên khi người ta nói chuyện không phải cái tiếng như mình. Mà quý vị thấy người ta nhập xác, người ta nói chuyện cái tiếng người ta nó cũng khác. Chứ không phải cái tiếng như mình nói mạnh, ba hồn chính vía đầy đủ nó mạnh. Còn bây giờ mà người ta yếu, người ta kêu thầy ơi, thầy. Nghe mà nó ớn mình. Mấy bà buồn ngủ tỉnh hết trơn. Thì chưa kêu cái tỉnh queo. Ngộ ghê. Không có những người mình ngộ nghe sợ ma, nhưng mà phải kể chuyện ma. Mà phải kể chuyện ma, phải kể đạt. Kể mà nghe mà mê thích. Mà kể xong mà có khi mà không dám về. Xưa còn nhỏ nhỏ phái Covid ma mà coi xong là ở nhà người ta ngủ, không dám về. Từ nơi đó mà kêu vậy, kêu xong thì bắt đầu là như thế nào. Ông thầy đó ông ngủ xong mà ông cũng sáng. Ông hỏi ủa vì sao mà kêu gì. Nói là thầy đến nhà con buổi sáng, cung mà con dùng không được thầy ơi, thầy. Nói ủa sao tôi cúng nhiệt tình lắm mà sao dùng được là sao. Thầy biến ra chìa khóa không thầy ô, thầy. Chưa, ghê chưa? Có câu chuyện mà, có đóng bộ phim luôn á. Bộ phim Việt Nam đóng rõ ràng luôn mà, như đứa coi mà. Là câu chuyện có thật đó quý vị. À, câu chuyện có thật kể lại và đóng cái đoạn phim ngắn cho quý vị coi luôn. Đó, vị thấy chưa? Lỡ cúng đó. Lỡ cúng mà không chăng thật cúng mà nghĩ chìa khóa mà biến cái chìa khóa không đó. Nên bởi vì những đức nói mà mỗi lần mà những đức cúng là mấy cái cô mà trẻ trẻ phải tránh cái cặp mắt những đức. Tại vì bà nào mà đẹp đẹp đứng trước mặt mình nhìn con mắt của hàm phu mà nó nhìn lúc đó biến gan gái không, bây giờ đâu biến gan gái sao nó ăn gồm tối là nó kiếm mình luôn, tối là kiếm thầy ô, thầy thầy biến ra con gái không thầy ô, thầy thấy chưa, ghê không? Nói bị nghe ớn chưa? Giỡn đâu. Mà từ đó giờ những đứa cúng thì chưa có tình trạng này. Tính cả chục năm những đứa cúng chưa có cái tình trạng này. Thật sự mà nói mình cũng có cái tâm rất chân thật, mình cúng cho người ta. Mình có tâm rất là chân thật, mình nhiệt tình, mình muốn cúng cho người ta dùng chứ không gì chứ. Thấy không? Mà những đứa nãy đi qua mà gặp bữa nay mà cúng đứa thật mà dọn ngoài nắng, mình thấy kho không vui.
trong lòng nó cũng không được vui gì mấy á quý vị. Bây giờ cái ngoài sau này nó quá chặt rồi, bây giờ quý vị đứng không được. Vì sao đứng được quý vị nhìn đi. Vì sao mà đứng được đây? Đứng ở đâu bây giờ? Quý vị nhìn người ta kìa. Không có đứng được đâu chứ. Chỉ có một cái là bây giờ chúng ta ra ngoài săn phía sau lưng này mình cúng thôi chứ không nói dòng do. Bây giờ phải dọn ngoài nắng, thấy chưa? Phải kiếm cái gì đậy lại đồ ăn, đồ uống mà nó khô khan, tội nghiệp người ta. Quý vị biết rằng khi cúng vậy có những thai nhi mà nó bị cắt tay, cắt chân á. Khi mà người ta phá thai nó đưa cái kéo vô nó cắt mấy cái chân á. Tội nghiệp, tội lắm. Nó có cô kia chuẩn bị phá thai mà thật sự, cô nói khi mà con đi đến cái chỗ phá thai tự nhiên nó đạp cái bụng con thầy. Đạp cái bụng con thầy, nó làm đạp bụng con. Mà cái người mà chuẩn bị đi phá thai dù là người ta không có chồng con, nhưng mà người ta chuẩn bị đi phá thai là người ta đi đến chỗ phá thai là người ta khóc lắm quý vị. Trước khi phá thai là người ta khóc dữ lắm. Tại vì sao biết không? Tình mẫu tử thiêng liêng. Vì một cái sự khổ, một cái sự gì đó, một cái hoàn cảnh gì đó mà người ta phải phá. Chứ không ai muốn cắt nấm ruột mình bao giờ, đúng không? Mà người ta khóc tức tưởi, mà khi phá xong khóc dữ lắm, đau lòng dữ lắm quý vị. Nhưng mà có những thai nhi mà nó tượng hình, người ta phải đưa kéo qua, người ta cắt từng khớp khớp, cắt chân, cắt tay, cắt đầu, dẹp, bấm cái đầu cho dẹp nát, lấy cái sọ ra hết rồi mới lấy người ra được. Không có giỡn đâu quý vị. Kinh lắm. Sự báo thù nó ghê lắm, thấy không? Có khi mà ta bỏ vô bọc, ta vứt vô thùng rác. Nó chứ không giỡn đâu, đâu phải ai cũng đi được đi chôn đâu. Nên gọi là khi mà hương linh thai nhi mà mình cúng, nó bò lết, nó què quặt. Nên khi cúng đi thực thì những hương linh mạnh nên giúp cho các em, ẩm các em mà tay chân không lành lặn, vô cho các em được uống sữa. Chứ không có giỡn đâu, chứ xô đá nó ra tội nghiệp. Mấy đứa nhỏ nhỏ nó bò vô, mấy người lớn mạnh đá nó văng ra ngoài tội nghiệp nó. Mình chơi vậy là không đúng tư tưởng từ bi trong chùa. Trong chùa là mình phải mạnh giúp yếu chứ làm gì mạnh mà hiếp yếu, đúng không? Nó nên phải hiểu mà hương linh mà được dạy, hương linh cũng khôn cũng ngoan. Chứ hương linh mà không dạy là hương linh dữ dằn. Quý vị về chùa mà quý vị thấy Phật tử mà ai cũng hiền biết tu là hương linh chùa này biết tu. Còn nếu như về chùa mà thấy Phật tử nào cũng kênh không danh lợi không là hương linh danh lợi. Con người sao hương linh gì? Nên mới nói một câu là dương gian âm phủ đồng một lý. Hiểu không? Cái người sống ở đây thì sao nó là như vậy? Cái gia đình này hiền là hương linh trong nhà đó hiền. Cái gia đình này hiền từ con người ta đa phần cũng hiền chứ không đến nỗi dữ quá. Hiểu chưa? Nên từ đó Phật tử về chùa mà Phật tử tu thì hương linh biết tu. Thì đi theo quý vị là biết tu mới đi theo. Đó, nên vô nghe pháp luôn quý vị, ngồi đây nghe pháp chứ người ta cũng ngồi gần gần đó. Quý vị nói, ủa sao cứng ngắc sao ngồi thầy? Hương linh người ta phải ngồi như mình đâu. Mình là còn cái thể tướng, thăng tứ đại nên ngồi được là ngồi nó chiếm chỗ. Ngồi chiếm chỗ. Hương linh người ta chỉ cần đeo lên tóc, đeo lên da quý vị thôi là người ta đứng đầy ở trên đó chứ. Thấy không? Rồi tường đồ người ta đứng, ta đeo đó. Đầy chứ. Bông đồ này người ta đeo nheo nhóc chứ không giỡn đâu. Quý vị coi một cái chân nhang nó xíu xiu thôi mà người ta linh hồn người ta vô đó. Cái cảnh giới người ta trong đó nó bự chứ đâu phải nhỏ vậy đâu. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà người ta đeo đầy chứ người ta nghe pháp. Người ta ở gần gần quý vị người ta nghe pháp. Đó thì vì vô nghe pháp thì người ta ngồi nghe pháp. Vì đi long nhông thì đi theo long nhông chơi vậy đó. Nên cái người nào mà đi vô chùa mà không chịu tu đi trong nhông là hương linh đi theo họ đi long nhông không? Và Thượng Tình Không này nói rõ ràng 100% luôn là mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, mình á, quan gia trái chủ á, người mà mình đã từng não hại hoặc là đã từng thương yêu mình đi theo mình cả gần đoạn đường. Mỗi một người mình đi vậy mà cả đoạn đường hương linh quan gia trái chủ đi theo đầy chứ. Thì quý vị biết rằng là cái cảnh giới mình chưa siêu nhiều cỡ nào chưa? Nhiều dữ lắm, kinh lắm. Nên cái chỗ mà cúng nếu thực cúng xong đừng có chạy khơ khơ ngang cái chỗ đó. Khi mình chạy ngang mình đá người ta không chừng. Nên thí dụ như bây giờ cái chánh điện gì thì mình vô trễ nhất mà mình còn cái chỗ ngồi. Mình trước khi mình vô mình ngồi mình phải mình làm bộ mình lấy cái niệm mình dở lên. Để cho người ta biết rằng là cái niệm đó mình sẽ ngồi. Chứ nếu không mình bay là mình ngồi xuống, là mình ngồi trên đầu người ta mình ngồi xuống. Cũng gây cái tâm không vừa bụng, hiểu chưa? Nó nên mình đi đến sau nhất cái mình tu, mình lỡ mình dịnh cái niệm, ý là mình ngồi đây đó. Đó thì người ta xích qua bên, người ta biết là cảnh giới của mình là tu thì người ta nhờ nên người ta sẽ để cho mình tu. Đó, phải nhớ nguyên lý đó. Có nhiều cái quý vị biết rằng là đối với cái cảnh giới của quỷ thần, bản thân của chúng ta phải tôn kính. Tôn kính mà không học. Phải nhớ cái câu này nghe. Thí dụ như tôn kính người ta, mình gặp tượng thần, tượng thánh, mình gặp tượng
Bất cứ một cái tôn giáo nào mình đều là chấp tay lễ kính. Mình lễ kính tôn giáo người ta, mình lễ kính cái đạo người ta, người ta lễ kính cái đạo của mình. Chứ mình đừng có nói mình học Phật cao nhất, mình không có xá tượng tượng thần, tượng này tượng kia, tượng thổ địa, không có. Bản thân mình phải có lễ kính. Có nhiều người hỏi như đức nhà của con thờ thổ địa, nhà thờ Quan Công, bây giờ con thờ Phật là con đem tượng này con đi đem đi hết đó thầy. Những đức nói không, ngày xưa những đức đã từng nói rằng là thờ Phật là trong nhà, nhà mình chưa thờ gì, thờ Phật là thờ Phật không là được rồi. Nhưng mà đã từng thờ thổ địa, thờ thêm Quan Công thì bây giờ thờ Phật tuyệt đối không dọn. Tại dọn thì không khác nào ông Phật đến, tự nhiên tôi bị đi, người ta sẽ trách Phật, hiểu chưa? Trách Phật mà ta ghét ông thầy, ông thầy chỉ Quan Công mà ngày cầm cái đao bự chà bá, không thích mình người vớt mình một đao cái rồi xí cầu que luôn chứ đừng có chuyện giỡn chơi. Tôi không có dám đụng, bây giờ là tôi không có dám đụng cảnh giới quỷ thần. Có nghĩa là cái gì mà đã thờ rồi là thờ. Mà mình ngày xưa mình không hiểu, mình là Quan Công mình thờ, thằng Quan Công gia hộ tôi cái này, thằng thổ địa gia hộ tôi cái này. Nhưng bây giờ mình đã biết niệm Phật rồi, bây giờ từ hôm nay nói với trong gia đình của mình, quỳ trước Phật nói: Phật ơi, hôm nay con quy Phật, con quy Phật, con hiểu rồi, từ hôm nay tất cả thằng thánh tượng nào con đến con đều xá bằng một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có một câu Phật hiệu chứ con không có đọc bất cứ một danh hiệu khác. Tại vì sao? Vì tất cả những cái vị tượng thần hay là các vị thổ địa thần hoàng đều là trong lục đạo luân hồi chư siêu. Chúng ta cũng trong lục đạo luân hồi chư siêu. Nên bây giờ mình có cái đức pháp mình tu để siêu thoát, thì bây giờ mình phải tu siêu thoát để các ngài cũng phải tu với mình để cầu siêu thoát. Hiểu không? Mình không có cầu từ các ngài mà mình cầu từ bản thân mình, hướng thiện tu phước tu duyên. Phật nói rằng là càng bố thí thì càng giàu, càng thí pháp thì càng thông minh, càng phóng sanh ăn chay thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Những cái điều này chúng ta làm thì gieo nhân gặt quả. Chứ đâu phải tự nhiên mà mình bỗng không cái là mình muốn có được là có được đâu. Hiểu không? Thí dụ như mình đi về chùa mình thấy hòa thượng xây chùa chiền cơ ngơ vậy, rồi chúng chùa đông như vậy, mình có đồng các mình cúng dường mình hộ trì tam bảo. Mình làm bằng một cái tấm chân thật nhiệt tình của mình làm. Nó còn mình không có tiền thì thôi, mình niệm Phật. Có người hỏi như đức vậy: thầy thầy con đến đây con lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày con tu ở đây mà con không có một cách nào con cúng dường ở trên vậy, con tu xong con về con có lời không thầy? Hỏi trời. Hỏi câu này cũng hay. Hay cho nhiều người ta mới đi chùa. Bây giờ những đức nói gì cho quý vị dễ hiểu nè. Quý vị bỏ công đi đến đây, bỏ tiền ra 1 triệu tiền xe đi đến đây, hay 5 triệu tiền xe tùy theo ở chỗ xa chỗ gần. Chỗ gần 1 triệu thì quý vị sẽ đem về 9 triệu. 9 triệu công đức. Nói gì cho dễ hiểu nha. Còn quý vị đi đến đây mà bỏ tiền xe ra 5 triệu đi đến đây mà không cúng gì hết, không có tiền cúng gì hết, mà quý vị tu ở đây 4 ngày nhiệt tình hết mình, thì những đức nói cho quý vị dễ hiểu là quý vị đem về 50 triệu. Đây nói là tiền bạc thế gian chứ thật sự công đức thì nó không tính nổi đâu. Mà nói với vị dễ hiểu đó, nói với vị dễ hiểu là bỏ một được 10 đó. Cái công đức niệm Phật, cái công đức mà lễ Quan Âm nó không đơn giản đâu. Gọi là vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Một con người nghèo te tua xấu xí với những đức, hư hỏng với những đức mà niệm Phật còn có kết quả nè. Nếu mà cách nay 15 năm về trước quý vị gặp những đức ý hề ghê còn hơn cái gì nữa. Trời ơi là trời, mặt kênh nghèo mà xạo nè, những đức này nghèo mà xạo nè. Nó mỗi lần mà trời ơi ở thành phố mà đi về là đi mượn tiền về quê ăn Tết chứ không phải là có tiền đâu. Tết là mượn tiền người ta ăn Tết à, về ăn Tết mà mượn tiền người ta cũng phải cho lại không có giật. Thì mượn tiền về ăn Tết vậy đó. Mà lúc đi về là tội bọn bảo áo thùng được mỏ thì hô, mà chơi cái mắt kiến bự cho bá màu đen đeo vô đi kinh khủng thiệt. Đi mà trời, có khi đi không thấy đường, cái đầu đeo bỏ cái mắt kiến ngay cái lỗ mũi bự quá chịu vô đây nè. Mỗi lần nhìn cái gì làm nè, xạo vậy đó nó. Rồi xong á, nghèo,
Tết á, đi ra mua cọng dây chuyền giả mà si, si vàng 24, hỏi là cọng dây chuyền này đeo được mấy ngày, họ nói là đeo được 2 tuần, nó chắc không? Nhưng Đức nói được rồi, vậy 2 tuần thì chơi được rồi đó. Mua cọng dây chuyền chà bá mà chuyền giả, đeo vô xong bận áo, mở nút áo ra, xạo kinh khủng không? Mắt kiến đen không mang dắt ở đây, giống như dân sang trọng lắm. 4 ngày sau bận quần đùi đi về lại thành phố, hết tiền đi về, mà có tiền đi bằng ngày không, toàn bộ đi bằng ngày, đi là xe ôm hay gì, đi tới chỗ là bo xạo dữ lắm. 4 ngày sau hết dân tiền, đi tàn tàn đi buổi tối không, về thì bằng ngày mà đi thì buổi tối, kinh khủng không? Nên nhiều người về quê hỏi sao mà chú Hiền về quê sao mà lúc nào cũng đi mà không chào hỏi tiếng nào. Những Đức nói bằng dữ lắm, sơ xác thì còn tiền bạc nữa đâu, sơ xác hết trơn rồi, giờ đi bằng đêm về, bọn quần đùi áo thun, đi về thành phố là bọn quần đùi áo thun, mà thành phố mà đi về lại quê là bọn quần tây bọn áo thùng đi kênh xạo lắm, mà lúc mà dưới quê lên thành phố là bọn quần đùi áo thun, đội cái nón gách giống như là ăn mài vậy. Xài tiền xài hết trơn xong bắt đầu là lên thành phố mùng 6 Tết bắt đầu đi làm lại, tờ ơi nấu ăn, nhớ lại mấy tháng lương xài sạch nhất, làm không nổi, đuối quá, thấy chưa? Cứ như vậy mà 10 mấy năm trên thành phố cứ vậy đó quý vị, tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn, ăn nhậu bê tha hư hỏng quá trời. Mình nói đây, mình nói thật là mình hư thiệt á. Vậy mà cuối cùng mà trong tâm những Đức nghe, những Đức vẫn biết điều đó là hư quý vị. Trong lòng những Đức nó bị ước ao gì mà nó gặp được cái cơ hội gì á trời. Mình sao mà cuộc đời mình lấy cứ gì hoài sao trời. Vì rõ ràng bởi vì quý vị may mắn vì gặp Phật Pháp thấy chưa. Những Đức hồi xưa là mua không biết là cái gì luôn á. Là tự nhiên những Đức gặp được Phật Pháp, nó giới thiệu một phát thôi là những Đức tiếp nhận liền luôn. Những Đức đang khao khát thật sự muốn sửa đổi mà sửa không được. Bây giờ quý vị muốn nghỉ nhậu mà thằng mấy thằng bạn nhậu nó rủ hoài làm sao nghỉ. Mình định chiều mình nghỉ nhậu mà nó cứ rủ hoài. Nó rủ nó nói nè yên tâm đi bữa nay bao. Trời ơi. Mình nói tao định chiều nay tao không nhậu một bữa. Mày bao tao chơi luôn. Đấy chứ. Đó. Nó bao mình xong vài bữa sau mình có tiền mà nó bao mình. Bây giờ mà mình có tiền mình không bao nó kỳ quá. Điện thoại cho nó. Nó nói bữa nay tao nghỉ bữa mà nói mày đi đi tao bao. Cuối cùng nó lạng lui mà nó không nghỉ được quý vị. Trời ơi, có khi mà 12 giờ khuya mà nó xỉn đó quý vị. Nàng về chỗ ngủ thường thì chui vô xe cơm ngủ. Thường ngủ ưa chui với xe cơm ngủ. Nó chiếc chiếu với cái mền mà nằm 10 mấy năm. Thở là trời. Chiếc chiếu gách ta ten bèn hết trơn, còn cái mền con rồng ngày xưa 45 ngàn. Lên thành phố mua được cái mền con rồng 45 ngàn. Bữa nào mà không xỉn thì gì còn lao xe cơm. Bữa nào xỉn rồi khỏi lao luôn. Mũi cắn gì cắn kệ mồ mày luôn đi. Nó quý vị kinh khủng không? Bởi vì khổ quý vị có nghĩa là trong cái khổ được mà ra ngoài thì xạo. Ra ngoài thì đồ này đồ kia mà về thì như ăn mài vậy đó. Sống vậy đó. Thì quý vị biết rằng là nhìn vậy đó thấy. Có khi mà 12 giờ khuya mình ói mửa mình trong lòng mình nói trời ơi. Cuộc đời cha mẹ chết hết mình sống kiểu này mình thấy tiêu. Không có ngày mai chút nào hết chứ chợ. Cứ như vậy không lẽ gì hoài cả đời sao? Vậy mà cuối cùng gặp Phật Pháp một phát quý vị. Những Đức tiếp nhận Phật Pháp liền á. Là một tháng sau Những Đức ăn chay trường luôn quý vị. Ăn chay trường luôn. Mà làm thiệt nghe là tới bây giờ tính ra đi tu hơn 14 năm mà ăn chay là trước cái thời gian đi tu. Những Đức ăn chay trường trước thời gian đi tu á. Nó ăn luôn tới bây giờ mà ăn chay ngon lắm nghe. Hồi xưa là bữa nào ăn sườn chiên. Tại thợ nấu mà ăn gì chiên ăn thôi. Thì biết rằng vậy đó mà khi nhà Đức ăn chay trường này nhà Đức ăn được luôn á. Không có xuất ruột á chứ. Ăn quá trời luôn. Kịch liệt. Mà đâu có ai nấu đồ chay cho mình ăn đâu. Thường ở trên thành phố ăn chay như vậy. Có khi không ai nấu cho mình ăn. Tới giờ ăn. Lấy chai chuối ăn. Xịt miếng nước tương vớt. Vậy mà ăn chay luôn quý vị. Rồi tới bây giờ luôn. Gặp Phật Pháp. Gặp tịnh độ tu. Niệm Phật. Rồi nuôi mấy bà già.
Vậy mà bây giờ nói chuyện với bị nghe ào ào. Ghê không? Thay đổi cuộc đời luôn. Nên có nhiều người dưới quê như Đức mà người ta lên đây người ta dự lễ, có nhiều bạn bè gặp như Đức người ta lợi người ta gờ chén. Bạn bè gờ chén nói, ủa bạn phải bạn không? Như Đức nói nó đó. Hồi xưa nói chuyện vui vui vậy. Không mà những Đức đi tu nhưng mà gặp bạn bè Đức gần gũi lắm. Không có xa cách và không có nó ra vẻ mình thầy bà, không phải. Mình làm gì người ta không thích mình. Người ta không biết tu mà mình gần người ta thì mình mới đưa đạo cho người ta. Còn bây giờ người ta không biết tu mà người ta gặp mình ta kêu hiền, nói ê ê. Kêu lại. Kêu gì chợ? Thầy. Kêu nó chưa biết tu gì mấy nó thôi cha. Ngày xưa nhậu chung mà giờ thầy kỳ cục. Đúng không? Nó không hiểu mà. Mình à bạn bắt tay từ lâu ngày không gặp. Nó nhiều bạn nó lên đây nó thăm nó nói đi làm vài chai được không? Nó vô chùa làm vài chai gì nữa chứ trời. Xưa ngoài đời thì vài chai được, vô đây sao vài chai, nói không? Ô vậy thì nửa chai thôi. Không nửa chai. Ngủ ghen hoài, vô đây mà muốn làm ma hay sao mà. Vô đây mà ngủ tôi thôi được rồi. Quên. Mệt quá vô chùa là được rồi. Thôi bây giờ tôi làm gì làm theo nấy nha. Sáng 4 giờ tôi đi lên tôi làm gì làm theo nấy. Cái mình lên mình ngồi mình niệm Phật, ảnh cũng ngồi phía sau niệm Phật. Vậy đó mà từ từ mấy bạn bây giờ biết ăn chay. Biết tu theo luôn. À. Nó thấy không? Bạn bè biết tu chứ à, biết tu theo. Có một bạn thân nhất hai vợ chồng lên đây là giờ bán đồ chay. Rồi giờ đi vô chùa mỗi tuần chủ nhật vô giữ xe phụ luôn. Biết tu luôn, thấy không? Mình gần gũi với người ta thương mình quý vị, rồi người ta thích mình, rồi mình nói người ta nghe. Nó chứ mình đừng có cao vọng quá. Nên những đứa có nhiều người dưới quê ta gặp những đứa có người lớn tuổi gặp ta kêu hiền. Trời lúc này mày mập dữ mày. Dưới quê mà người ta tự nhiên lắm, người ta đâu có biết đâu, người ta có đi chùa nhiều đâu người ta biết đâu. Ví dụ như đạo Phật giáo Hoàn Hảo rồi người ta ở cái đạo người ta học vậy thôi. Chứ người ta đâu có đi đến chùa nhiều đâu. Nên người ta gặp mình kêu hiền, chỗ này mập dữ mày. Nó dạ lúc này ăn nhiều mập. Mình trả lời lại nó rất là gần gũi quý vị. Chứ không phải là người ta kêu mình vậy cái mình lạnh người ta mình chánh chánh nó đồ hoặc là vậy chờ vậy ông bị gì hả? Dạ nói gì nói đại đi, sao làm gì kỳ cục bên này? Thầy ơi lúc này thầy Đức tôi thấy thầy nghe chưa, cha hồi xưa quen thân quá trời, bây giờ thầy mà như quê ta nói chuyện vậy đó quý vị, đừng có trách người ta như vậy, đơn giản vậy đó, đừng có trách người ta làm chi. Người đó là thật thà quý vị, ta thật thà mà có gì đâu. Nó nên có nhiều người ta lại ta cặp cổ nè, được có gì đâu, chờ sớm mà đúng không? Không mà có những người dưới quê người ta gặp mình ta nói chuyện mắc cười lắm, ta gặp người ta cặp cổ hỏi lúc này sao làm ăn được không mày. Chuyện Đức nói được lắm, từ khi đi tu về làm ăn được lắm. Nó còn có những người ta không hiểu, ta hỏi là vợ con thì sao. Nhưng Đức có nói là con cái nhiều lắm chùa. Mình nói thay vậy, con cái nhiều lắm. Không, mình chơi vậy đó nghe, mà người ta thích mình, người ta phái mình. Nghĩa là độ nhiều dạng người. Độ nhiều dạng người. Hiểu thì độ tao hiểu, không hiểu thì độ tao không hiểu. Bản thân mình có cái gì đâu, nhờ học Phật đó mà. Nhờ học Phật mình mới được như ngày hôm nay. Mình làm gì? Mình đi chảnh chẻ ba lá hẹ. Đúng không? Xạo chứ. Ngày xưa mình không học Phật, người ta gặp mình, người ta kêu mày, người ta chửi mình, tá lả âm binh cũng được. Bây giờ mà người ta gặp mình, người ta chào mình, bắt tay với mình là cũng là ngon lắm rồi đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình cảm ơn Phật. Bây giờ mình phải đem cái tâm mình phải từ bi. Thương người ta chưa hiểu chứ. Chứ mình mà ra vẻ làm chi. Nên huynh đệ mà của những Đức mà nói mà mấy ổng mà mỗi lần thọ giới mà những Đức là nhắc à. Người ta kêu mình dù chú này chú kia đừng có bẻ mờ bẻ miệng người ta. Mà bẻ mờ bẻ miệng là kỳ cục. Ví dụ như người ta kêu mình chú. Nó dị trợ. Thầy. Nó kỳ lắm nha quý vị. Nó rất là kỳ vậy luôn á. Hiểu không? Người ta kêu sao cũng được, miễn mình vui được. Cái quan trọng trong cái cuộc đời chúng ta là gì? Vì vui.
đúng quý vị, vui vẻ là thoải mái à. À, những đức nó học Phật thì sao không biết, mà những đức sống mỗi ngày rất là vui quý vị, à, rất là vui, sống mình lương tâm mình nó thấy thoải mái lắm, càng học Phật là càng thấy thoải mái càng vui. Thật sự mà nói trong lòng những đức không có buồn giận ai để trong tâm quý vị, mà càng học Phật cái đặc biệt nhất của mình là đối với tiền bạc những đức không có nặng nữa quý vị ư. Ồ, ngày xưa mà không có tiền mà nó nặng, mà càng nặng thì càng không có tiền. À, không có tiền thì càng nặng, mà càng nặng thì càng không có tiền. Thấy chưa? Mà tự nhiên bây giờ mình có, mình làm, mình giúp người ta, càng có, càng có. Giống như bây giờ mà gọi là tổ chức ở đây cái này kia rồi, quý vị biết rằng là Như Đức lên sắp xếp rạc. Bây giờ như Thùng Tam Bảo này kia rồi đưa cho Hòa Thượng này kia rồi hết trơn rồi, cúng, cứ cúng cho Hòa Thượng rồi xong rồi. Quý vị hỏi vậy thầy lấy gì thầy lo, yên tâm đi, Như Đức không có, Như Đức xin Hòa Thượng. Đúng không? Đó, quá đặc biệt rồi, thầy cho mà. Không, những đứa cảm thấy rằng mình mắc cha mắc mẹ, coi Hòa Thượng như cha mẹ. Như những cái người mà người ta mắc cha mắc mẹ, người ta chung lắm quý vị. Vì người ta không có đường. Ví dụ như nếu những đứa còn cha mẹ, còn gia đình về nhà tới lui là những đứa có cái đường. Mà bây giờ những đứa đâu có về nhà. Bao nhiêu năm nay những đứa đi tu, những đứa có về nhà đâu. Cha mẹ chết queo rồi. Chết queo hết rồi, còn cái gì nữa. Hiểu không? Anh chị em bây giờ người ta có gia đình mình về làm cái gì? Người ta có gì người ta đến đây mình về làm chi? Hiểu không? Mà bây giờ Hòa Thượng ở đây như cha mẹ của mình. Mình nói câu gần gũi đi, thầy cũng như cha mẹ mà. Mình nhiệt tình hết lòng thôi. Nó, cái tâm những đức thì chỉ được có cái tâm là gì? Cứ mình ở đâu mình nhiệt tình ở đó, của ai cũng được. Vào tay ai, cái gì cũng được. Vì sao? Chỉ cần mỗi ngày mình sống được an tâm là được rồi. Thật sự mà nói là cái quan trọng mình học Phật là an tâm á. Không? An tâm. Vừa quay qua gặp cái cô kia ngủ gục như đứa an tâm vậy. Giật mình liền. Nên ông mà ví dụ quý vị mà ngồi cái ghế như đứa nó cũng được lợi ích á. Lợi ích là bị vừa buồn ngủ với đứa nhìn quý vị là không dám ngủ. À, không dám ngủ đó. Tại vì cặp mắt như đứa nó giảng pháp ơi, nhìn qua nhìn lợi giáo giác á. Nhìn kiếm, kiếm độ phải không? Không mà nó vui nghe quý vị. Không mà cái tính những đức giảng pháp những đức rất là vui. Vui cái nhiều khi trước mặt như đức có một cái cô trẻ trẻ, những đức giảng giống như đức nhìn chăn chăn như đức. Làm gì đó mà cái cô cũng nghe được nha. Nó có nghĩa là gặp qua sùng sồn giảng sùng sồn, gặp qua trẻ trẻ giảng trẻ trẻ. Gặp già già giảng già già, gặp xí cầu que giảng xí cầu que. Nên mắt mình giáo giác cái tìm. Hiểu không? Không như vậy đó mà nó sống động nha quý vị. Nên cái buổi chia sẻ Phật pháp nó sống động quý vị coi. Cái số lượng người ta ngồi đông gì đó. Nhưng mà những đức thấy nguyên một cái buổi giảng này đã hơn một tiếng rồi đó. Vậy mà cái lượng người mà đứng đi ra ngoài không có. Không có người đứng ra ngoài. Quý vị thấy nãy giờ những đức giảng cái gì đâu. Nếu quý vị mà tìm hiểu ra thì nói ủa giảng cái gì chở. Rồi cuối cùng họ nói lại ủa vậy sao mình ngồi quái chở. Cái này mới là cái cao thủ võ lâm này chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đi nghĩ đi, giảng cái gì trời mà ngồi hoài chợ. Rồi sao cười hoài vậy? Lạ chưa? Nó, quý vị làm sao không biết mà người ta an tâm, người ta vui, người ta cười. Quý vị coi trong những giây phút này, trong tâm tư quý vị có thấy nó rơi rụng tất cả những cái sự lo rồi đó. Đúng không? Đó, rơi rụng xả tới. Gọi là dùng phương pháp thiện xảo trong nhà Phật để dẫn dắt cái nghiệp đang trú ẩn trong tâm mình đi ra. À, không có giỡn đâu nghe. Dẫn dắt cái nghiệp từ trong tâm mình đi ra ngoài lại đó. Rồi bắt đầu lúc đó tâm quý vị mới sáng. Vì cái nghiệp trú ẩn trong tâm đang đậy chặn lại. Rồi mình mới dùng phương tiện mới dẫn ra. Dẫn ra rồi mới đem Phật pháp bỏ vào, chỉ cần một hai câu thôi là được rồi. Là được rồi đó. Nó nên từ nơi đó như nãy thì Đức dẫn dắt câu chuyện cho quý vị nghe nào là chư hương linh này kia đâu, để cho quý vị biết được rằng khi còn sống là tu phước tu duyên dễ, chết rồi khó lắm. Khó lắm hiểu chưa? Nó trong kinh Địa Tạng nói rằng là lúc còn sống làm thiện 7 phần, hưởng 7 phần. Lúc chết rồi để tiền cho người ta làm thiện, làm chân thật luôn 7 phần,
thì mình hưởng được chứ một hai phần, mà làm đúng lắm luôn mà hưởng được một hai phần, còn làm mà không đúng là không hưởng luôn. Nên mình mà còn sống mình để tiền lại, mình nói nè, khi tôi chết xong làm cái này làm cái kia cho tôi, cái này cái nọ làm cho tôi. Đừng có như vậy, dại quá. Tại sao lúc mình còn sống mình không làm đại đi? Mình làm đi rồi những cái cục đá trên vai là những cái nghiệp trên vai mình, trên đầu mình nó rớt xuống, bỏ xuống, bỏ xuống để mình bay. Còn nếu như bây giờ mình để một đống nó gầy trên người mình nặng gì, bay sao nổi? Chết là nó xong rồi, bây giờ làm gì? Tại sao không làm lúc còn sống? Đó. Bây giờ quý vị thắp nhang thì quý vị cũng nhìn ra bị giác ngộ nữa. Khói nhang nhẹ thì bay lên, tàn nhang nặng thì rớt xuống, đúng không? Con người quý vị nặng lại bị biết đi về đâu liền. Bây giờ mình tu, mình hỏi thầy, thầy con tu vậy mà con có giảng sanh không thầy? Nó khỏi hỏi, mệt quá. Bà tu bà tự xem lại bà có giảng sanh hay không. Mỗi ngày cái tâm niệm gì? Hồi sáng nói chuẩn bị đi ngủ niệm Phật dỗ giấc ngủ, thức dậy đề xướng là câu Phật hiệu đầu tiên. Cái tâm như vậy cả ngày như vậy thì y rang như là lúc còn sống là chuẩn bị ngủ niệm Phật, lúc cặn tử nghiệp gần chết là niệm cuối cùng là Phật thì giảng sanh. Bây giờ bà nghĩ đi, bây giờ cuối cuộc đời của bà là niệm gì? Bây giờ mỗi người chúng ta niệm Phật cuối cuộc đời chúng ta nghĩ cái niệm gì? Bây giờ chúng ta đang hỏi lại mình là cái niệm gì mình mạnh nhất thì mình đi đến cái niệm đó đó. Niệm con mạnh nhất thì vô con, niệm chồng mạnh nhất thì vô chồng, niệm vợ thì vô vợ, niệm tiền thì vô tiền, niệm nhà thì vô nhà, niệm đất thì vô đất, niệm cái tủ thì vô tủ, niệm danh thì vô danh, niệm Phật thì đến Phật. Vậy thôi. Tự hỏi mình niệm cái gì? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này, tất cả vật chất của cải danh tiếng là một phương tiện để chúng ta sống, và cần có nó để phát triển trong cái cuộc đời này, để làm nên cái việc mà chúng ta cần làm. Nhưng mà mình biết tất cả những cái niệm đó đều là giả, chỉ có niệm Phật là thật thôi. Bây giờ chuẩn bị nghỉ rồi nè, bây giờ vô đô nè. Thấy chưa? Cái lúc mà quyền thoại chi âm này là quan trọng lắm. Nên á, bà Lưu Tố Văn có nói Hòa Thượng Tịnh không giảng một tiếng đồng hồ, quý vị phải để ý cho kỹ. Chỉ có 1-2 phút huyền thoại chi âm thôi. Nếu quý vị bỏ ra những câu đó rồi là xong, buổi nghe Pháp không còn ý nghĩa gì hết. Hiểu không? Nên chúng ta phải xem là mình là niệm gì. Trong cái cuộc đời này mình niệm gì? Bây giờ chúng ta đang ở cái cõi người là chúng ta cũng là có phước duyên được làm người, trong khi Phật nói với đệ tử của Phật là người mà mắt thân người như đất đại địa, người mà có lại thân người như đất dính trong đầu móng tay của Phật. Vậy mà chúng ta bây giờ có diễm phúc vô cùng, chúng ta lại có thân người. Nếu như chúng ta có thân người này mà chúng ta lại là đi làm heo, đi cắt cổ gà, đi làm bà mai bà mối, đúng không? Rồi làm bà chủ bán quán cà phê, dẫn em đồ cho người ta vui chơi. Quý vị biết nếu như mà mình làm những cái nghề mà chỉ có kiếm tiền mà tạo nghiệp, vậy thì quý vị thấy mình có cái thân người này có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa gì hết quý vị. Không có ý nghĩa gì hết. Mình may mắn thay mình được ngồi ở đây với cái số lượng người này như vậy, là thập phương bá tính tập trung về mới được ngồi gì, mà trở thành bạn lữ cùng ngồi tu. Ôi, cái này là đúng là cái thiện duyên không đơn giản. Nên ngồi có đau chân một chút nhưng mà mình nói mừng quá. Đúng không? Quá mừng rồi. Nó, vui sướng vô cùng là vui sướng. Đúng không? Đội tông. Hiểu không? Vui sướng khi những người tu được ngồi chung. Bây giờ thí dụ như nguyên một chiếc thiền gì mà chở toàn là người tu, mình được từng ngồi trong chiếc thiền này, sau này lỡ mình có lụm chụm đi chăng nữa thì người trong thiền này nó cũng cứu mình. Tại vì có duyên ngồi chung. Người ta khi giảng sanh thì cực lạc là người ta có năng lực đầy đủ, người ta quán cơ, người ta nhìn. Thí dụ như bây giờ những đức chia sẻ một pháp ầm ầm, mà sau này lỡ những đức có cái chuyện gì mà những đức không giảng sanh được vì dính chùa chiền, rớt xuống, rớt xuống dưới. Còn quý vị thì được nghe mà quý vị lại lên, quý vị nhìn. Tao tao tay đứa khổ quá rồi. Đúng
Đúng không? Tôi ngày xưa tôi nghe thầy, tôi ngưỡng mộ thầy lắm. Tôi thấy thầy tu dữ lắm, rồi sao thầy bị sư đập xe tôi quá trời thầy. Đúng không? Tội nghiệp quá. Cái tâm chia sẻ Phật pháp nhiệt tình cho quý vị nghe, cuối cùng quý vị từ dưới thế giới cực lạc biến xuống dưới. Đúng không? Đến gần thầy. Nhớ con không thầy? Con là diệu sư đọc thành phố nè thầy. Dẫn theo chị Mai Dư Thư theo, ba người đi theo. Nhưng Đức lúc đó bị đánh teo tôi chứ, dưới địa ngục mà khờ khờ mặt khờ. Tôi đang hô thiệt. Các vị là ai vậy? Tôi không biết ai nữa hết chứ. Thấy chưa? Lúc đó quý vị có năng lực thần thông. Béo, béo. Tỉnh chưa thầy? À, diệu sưng hả? Lúc này con ở đâu? Dạ con về cực lạc thầy ơi. À, về cực lạc sao con ở đây? Nói, dạ con xuống cứu thầy. Cảm ơn con nhiều thầy, khổ quá con. Hỏi, ủa vì sao mà thầy hướng dẫn chúng con niệm Phật dữ quá mà tại sao thầy xuống đây thầy? Nói, thì thầy hướng dẫn con dữ quá mà thầy không niệm. Ủa sao thầy, con nghe nói thầy kêu buông xả lắm, thì thầy kêu con xả mà thầy nắm, thầy đem về thầy điếm mỗi ngày. Cơn vô thường đến con ơi. Vua Diêm Vương cho hai thằng quỷ sứ kéo thầy đi đó. Xuống đây nó quýnh thầy te to chứ. Hiểu chưa? Nó xong bắt đầu là phải đầu quý vị lúc đó có năng lực mà. Vậy thì thầy hãy niệm Phật theo con nhé. Gia trì nhé. Lúc đó A-di-đà Phật mình ấy. A-di-đà. Tự nhiên xung quanh mình tự nhiên tất cả những hình cụ mà để quýnh mình ấy, biến thành hoa sen. Ao cái chảo dầu nó biến thành ao thất bảo. Xung quanh mình tự nhiên những cái người mà đang dịu đọ với mình ở xung quanh á, tự nhiên họ hưởng nhờ trong cái lúc đó, tại người thế giới cực lạc xuống. Hiểu không? Gia trì mà mình mà được gia trì thì gia trì sạch luôn, tất cả người đó chỉ cần nắm câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu một cái là gì? Bổn nguyện tiếp dẫn những đức. Béo. Hiểu chưa? Đó, nói gì cho quý vị dễ hiểu nghe chưa? Nó khi mà mình về cực lạc rồi, lúc đó mình nói vô cùng đội ơn ba người. Nhờ ba người mà tôi thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Cũng nhờ chúng tử niệm Phật ngày xưa mà bây giờ tôi nghe được câu Phật hiệu. Nói chuyện vô phi kiếm hiệp. Tôi vô cùng biết ơn các hạ. Các bạn biết rằng cái duyên mà ngồi ở đây nè, nó không đơn giản đâu. Nên phải ngồi nghiêm túc. Mắt tiểu cũng không được đi. Tại vì nó tròn vẹn, nó hết lòng. Sau này cái người trong đây người ta giảng sanh nhiều lắm, người ta sẽ nhìn xuống, người ta thấy mình đang ở đâu. Cái duyên đó người ta đến nó hỗ trợ nghe. Không phải là người ta đến người ta đem mình ta đem đi, không phải. Mấy vị coi cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội rõ ràng mà. Có cái duyên thiện và ác, người ta đều đến, người ta đến người ta hộ trì, người ta đến người ta nhắc mình lại để mình niệm, khơi dậy cái tánh Phật mình lại. Nên mới nói là tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Cái tự tánh làm Phật của mình là vô trong tam đồ ác đạo vẫn không giảm, mà về tới cảnh giới Phật vẫn không tăng. Nhưng mà mình chỉ có cái mê nặng rồi mình đi đọa lạc thôi. Người ta gia trì mình bằng cách gì? Người ta đến người ta nhắc mình để khơi dậy cái tánh Phật của mình. Mình niệm tánh Phật nó lên thì mình được tiếp dẫn liền vậy đó. Nhớ nha. Nó là có duyên gia trì là như vậy. Nên quý vị ở trong cái pháp hội mà nhiều người tu gì, cái phước bị cực kỳ lớn luôn. Tối mà lại Quan Âm âm âm. Ủa cái pháp hội lại Quan Âm này đúng kinh thiệt chứ không có giỡn đâu. Lại gì đâu mà ghê thiệt. Mà hồi tối mà gió thổi á, mà hồi tối thử thách nha,
Mát không? Mấy người thì mát ngon rồi. Tôi khổ. Gió bay. Lại mà dịnh sách là hết có cảm giác nhiều. Xong lễ mới bị gió thổi y á, nó bay ngược. Thường thì hắc bi nó bay có biết sao, còn cái này y nó lót vô cái mông, nó xiết là lễ cho chút té ngược có biết sao. Trong bụng mình nói mấy cái bà này này mát rồi, phái lễ lao sụm. Tôi khổ quá, chết tôi lắm. Đầu tiên thì Nhuận Pháp cầm ra hai cây sắt, chút mà Nhuận Quang ông cầm ra hai miếng gạch. Mà nói trong bụng chậu là trời, chắc đem cái sách này mà kê lên cái quyển sách Quan Âm chắc nhìn chắc kinh lắm á. Còn Quang ông đem ra hai cục gạch bự chà bá, đá hoa cương đem ra kêu dằn lên trên cái quyển sách. Gió thổi ầm 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 như vậy mà gió ngộ lắm. Chút thì gió thổi phía sau, chút thổi phía trước, chút thổi hai bên, mà nói tạo gió nó sao ngộ vậy ta. Nói thằng gió làm như thử mình thì sao. Mà tự nhiên trong tâm lúc đó có những khi tự nhiên nó bực bội nghe quý vị, sao gió thổi hoài. Tự nhiên mình nói ừ có gì đâu, nhận đi, không có giỡn đâu, nghe nhận đi, tại làm ngộ quá. Đang vừa nhất tâm thành lễ đâu mất tiêu rồi tự. Bởi vì những đức cực lắm quý vị, không có đơn giản đâu. Cái quyển sách á, mình vừa nhất tâm đảnh lễ cái nó lạc ngang cái nhất cái tâm đảnh lễ. Phải biết kéo nha, biết kéo nha, chứ không giỡn đâu. Nó phải kéo để mình có thời gian để mình lật sách á. Nhất tâm đảnh lễ. Lễ với kinh nghiệm quý vị, kinh nghiệm chứ không phải giỡn đâu. Hiểu không? Không mà công nhận cái pháp hội lễ Quan Âm này số 1, nó thật sự số 1. Lễ gì quá vàng luôn. Có cô đó miền ngoài của nó là con từ xưa giờ lễ thấy quý thầy lễ Quan Âm còn chưa thấy ai mà lễ như thầy, mà lễ tiếng ghê. Ầm ầm. Mà hỏi thầy không có đau còn khổ hả thầy? Vậy nó là đau sao không đau? Tôi nghĩ cho người ta lễ, tôi lễ luôn á. Bà biết là tôi lễ mà cũng gớt cái cổ rồi tôi gắn vô lại, biết câu tôi ghê quá. Mà không, mà lễ Nhuận Đức là thấy ghê lắm đó quý vị. Dùng cái lực mạnh quá. Khi mà Nhuận Đức lễ một phát mà gan ngực Nhuận Đức luôn quý vị. Mà Nhuận Đức nó hồi kệ mày gan gan đi, mày nổ cái bùm cũng được. Thằng này sớm muộn cũng chết rồi, mày sợ cái gì. Đúng không? Nhờ vậy mà gan nghe. Gan lễ ầm ầm nhưng Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Chứ có những lúc cũng đuối á. Lúc cũng đuối bộ. Hụt hơi cũng đuối á, mà tự nhiên Quan Âm này cho miếng hơi. Hít. Thấy chưa? Ông mà công nhận thiệt. Đến với cái cuộc đời này mà biết tu công nhận nó hạnh phúc gì đâu quý vị. Quý vị đến đây thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Đúng không? Quá hạnh phúc. Nhưng Đức nói thiệt nha, bây giờ quý vị về đây mà mền gói thiếu đồ này kia, nằm chặt chội bị cứ hạnh phúc đi. Hạnh phúc đi, là hạnh phúc à. Bây giờ vì không hạnh phúc thì cũng nằm đây, nó khổ. Hiểu không? Mình hạnh phúc là gì? À, con rất là hạnh phúc vì được nằm trong mảnh đất Dạ Lam. Con rất là hạnh phúc vì tương lai con được vãng sanh cực lạc. Đúng không? À, hạnh phúc, phải thấy hạnh phúc nghe. Nó sau này đem cái hạnh phúc này về nhà. Hãy đem về nhà mới là khôn. Hãy đem về nhà. Thường thằng chồng nó chửi mắng mình buồn, nó chửi mình, nói em vô cùng là hạnh phúc. Con nhỏ này, tôi lại một âm 4 ngày nó bị điên hay sao mà. Tao nói này nói kỳ cục cái chợ. Lỡ gờ chán. Gờ chán mình, bà bị gì bà? Tôi thật là hạnh phúc. Tôi nói với ông là từ hôm nay tôi sẽ hạnh phúc. Tôi vô cùng hạnh phúc. Ông hãy chữ, ông hãy dằn dắt tôi đi. Tôi hạnh phúc lắm. Cái kiểu này chồng mình á, chồng mình nó nói thôi tôi sợ bà. Nói, bà bình thường giùm tôi đi bà. Tôi sợ tôi không dám nói gì bà nữa đâu bà. Này, ông cứ bình thường, ông cứ chữ tôi đi.
ông cứ gầy gà, ông cứ đánh tôi đi, tôi hạnh phúc lắm. Xanh mặt xanh mày liền. Mình dùng cái câu đó để mình lắng áp cái tư tưởng của người ta hung dữ với mình. Hiểu chưa? Nếu người ta hung dữ với mình, mình hung dữ với người ta thì hai bên nó đụng. Còn bây giờ người ta hung dữ với mình, người ta chửi mắng mình, nói mình hạnh phúc. Cái này mới ghê ấy, chứ nói cái này lạ lắm. Mà cái câu này chỉ có những người phi phàm mới nói được thôi. Bởi vì chồng mình nó hết hồn, nó nghĩ mình không phải người tầm thường nữa. Bây giờ bà, tôi hỏi bà là bà đi nói bà lại Quán Âm 4 ngày thì Đức cũng hướng dẫn cái gì mà sao bà về. Tôi thấy bà lạ quá vậy bà. Bà bình tĩnh nữa đi bà. Này, tôi rất là bình tĩnh. Tôi hạnh phúc. Nó thật á. Sao mà đi lại Quán Âm gì cái đó hạnh phúc hoài vậy trời. Nhớ nghe. Từ cái hạnh phúc đi vô chùa mà nằm chặt rồi á, ở nhà niệm gói đầy đủ không ngủ mà đi vô đây, nằm cho mũi cắn chơi vậy đó. Bằng đêm ngủ mũi cắn, mình nói tao hạnh phúc lắm đó mũi. Mình dùng cái câu hạnh phúc đi, hiểu chưa? Tại vì mình được ở trong ngôi nhà Dạ Lam, mình được nghe một cái giáo pháp giải thoát, nên cuộc đời mình cảm thấy mình hạnh phúc. Vì cuộc đời giàu sang phú quý mà không biết tu, tương lai đi đọa tam đồ ác đạo làm sao hạnh phúc. Còn bây giờ mình biết tu mới là hạnh phúc. Hiểu không? Ồ, quá tuyệt vời quý vị. Sao gương mặt ai giờ này cũng đẹp dữ vậy ta? Giống như Quang Minh phổ chiếu rồi đúng không? Đó, nó nên từ nơi đó quý vị thấy tuyệt vời chưa? Thôi chúc quý vị an lạc nghe. Nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta về đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bữa nay là ngày 19, ngay ngày lễ vía chín Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị. Xong còn 2 ngày là ngày 20, 21 chúng ta lễ bên hộ pháp. Mỗi ngày chúng ta tu tập xong, chúng ta đều có cúng điếu thực và phóng sanh. Hôm nay chúng ta cúng hơi bị ngoài nắng một chút, tại vì ở trong chặt quá, không có chỗ đứng được, nên cúng ngoài này hơi nắng một chút. Nên chư Hương Linh cũng hoan hỷ, tại vì không có chỗ chặt quá. Nên từ nơi đó hàng Phật tử khắp nơi chúng ta ra bên ngoài này nó tiện hơn là ở trong. Ở trong nó chặt, mình không có chỗ để mà mình đứng, mình cúng điếu thực phóng sanh mình không thấy nghe. Nên cái công đức mà khi mình về đây mình niệm Phật, lễ Phật, mình nghe Pháp và lễ Bồ Tát đồ này kia, cũng đi thực phóng sanh. Mỗi một con người chúng ta khi đi đến đây thì chư Hương Linh cũng đi theo mình đi đến đây. Nên khi mình cúng đi thực, người ta hưởng tài thọ thực, người ta mừng, người ta vui dữ lắm. Và cái công đức phóng sanh cũng rất là thù thắng. Nên quý vị về đây tu hành, mình ghi cầu an, cầu siêu này kia tuy không có độc, nhưng mà khi mình hồi hướng chung, nó đều rất thù thắng nha. Mình nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Hòa Thượng xây chùa mà mình có nơi gì mình về mình tu. Rồi chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị đều hưởng được cái phước báo nhân duyên này, mà chuyển cái nghiệp gia đình, mà từ từ biết tu hành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và Hương Linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những cái công đức này. Và tất cả những người chết, quan chết ức hay là chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều hưởng được những cái công đức này, mà linh thức quý vị được sáng suốt, tỉnh táo, niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí, như cung từ thực biến thập phương
những tiếc Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, Ngà đặng dự Phật tự giai công thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thử thật biến thập phương nhất thiết tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, Ngà đặng dự hữu tình giai công thành Phật đạo. Nhớ đáng cô hồn chung ngã kim tí như cung, phương những tiếc cô hồn không. Vì tự công đức vô cập nhất thiết, Ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vấn đau. Án một lũng lăng ta bà ha, một lũng lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vãng sanh. Côi xin đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Nhờ cái công đức phóng sanh này mà chúng ta có sức khỏe và chúng ta có tâm quyết tu hành. Tại vì tất cả chúng sanh ai cũng là thương nhất là thân mạng của mình. Như mấy con chim này nó cũng thương nhất là thân mạng nó. Từ nơi đó mà cái việc thiện đầu tiên lớn nhất đó là cái việc thiện ăn chay và phóng sanh. Nên người học đạo chúng ta khi nghe được Phật Pháp, Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, nên con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết. Tại vì đó cũng là những người làm cha làm mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà bây giờ đọa lạc làm súc sanh. Nên từ nơi đó mà mình làm lễ phóng sanh, những cái chương trình lễ hội rất phù hợp vào cái tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát. Nên cái chương trình phóng sanh như vậy để hồi hướng cái công đức cho toàn thể đại chúng. Nguyện cầu nhờ cái công đức phóng sanh này mọi vị có sức khỏe. 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm vèo vèo mà không mệt. Cái công đức phóng sanh nó giúp cho mình vui lắm. Khi mà chim bay mà mình vỗ tay mà mình cười, mình vui vẻ mà niệm Phật, mà thấy mấy con chim nó thoát khỏi cái lồng, giống như thoát khỏi cái tù, hiểu chưa? Thì tự nhiên mình mừng cái tâm mà vừa vui vậy là tự nhiên nó khỏe dữ lắm nghe quý vị. Giống những đức mà tu mà có khi mỏi mỏi chứ mà ra phóng sanh là những đức vui lắm, thích. Nên từ nơi đó cái công đức phóng sanh này rất là lớn. Bây giờ cũng do cái nghiệp tham sân si mà bây giờ đọa làm loài súc sanh này.
Nên chúng ta bỏ tịnh tài ra phóng sanh, đó là tài thí. Sanh nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ. Và quy y niệm Phật những chúng sanh nghe này là pháp thí. Sanh nơi nào cũng được thông minh và trí tuệ. Thả đi là tu hành vô ý thí. Và chúng ta được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên tất cả những người bệnh đau ung thư này kia nên phát tâm ăn chay trường và phóng sanh. Đây là cái việc rất là tốt. Chúng ta đọc tam quy y nghe. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị an lạc nha.